Hi, xin chào tất cả các bạn, Nhật ngữ Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen N4. Và trước khi vào mẫu pháp mới, chúng ta cùng nhau xem vào một bức ảnh hay của Noel Metegrasat. Các bạn nhìn trên bức ảnh này ha, thì các bạn nữ này đang là gì? Đang là ôn tập cái phần ngữ pháp ha. Nhưng mà bạn nó ôn tập để làm gì ta? Đúng rồi ha, để gì? Để có thể gì? Thi đậu cái kỳ thi GLVT là cái kỳ thi năng lực tiếng Nhật ha. Thì để bạn nói gì, để đổ cái kỳ thi này thì bạn nó buộc phải làm gì ta? Phải có một cái hành động là gì? Phải ôn tập lại cái ngữ pháp luôn các bạn. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ có cái mẫu câu là GLVT ni gogaku dekiru you ni bunbo o renshu shimasu. Thì là gì? Để có thể gì? Đổ kỳ thi GLVT nên là phải gì? Luyện tập ngữ pháp đúng không các bạn? Rồi, để hiểu rõ hơn mẫu cấu trúc hôm nay yo ni thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua kỹ hơn cái phần cấu trúc của nó ha. Rồi, cái mẫu câu yo ni thì chúng ta sẽ có là gì? Có hai cái động từ đi với nó mà và chúng ta chuyển sang thể ngắn là veru thì chúng ta sẽ có jidoshi và kano là động từ thể khả năng và từ động từ thôi các bạn. Rồi, những cái từ động từ này gồm có những cái động từ như là wakaru, dekiru, kikoeru, ví dụ vậy ha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ có là với lại là động từ theo vô định cộng với về hàng các bạn ha. Rồi, ý nghĩa của cái mẫu câu yo ni là để cái gì đó. Ví dụ như hồi nãy mình có cái mẫu câu là gì? GLVT ni gokaku dekiru you ni bunbo renshu shimasu là gì? Để có thể đổ kỳ thi GLVT nên là gì? Phải luyện tập ngữ pháp. Được chưa các bạn? Rồi, cái cách dùng của bọn ngữ pháp này là gì? Diễn tả sự nỗ lực quyết tâm để thực hiện hoặc không thực hiện một cái việc gì đó. Và đứng trước yo ni thường là những động từ không bao hàm chủ ý, là ví dụ như là kanoke động từ khả năng và động từ thể phủ định, và những tự động từ như là dekiru, wakaru, mieru, naru các bạn ha. Thôi, để hiểu rõ hơn một chút này nữa thì chúng ta cùng nhau đi qua một câu ví dụ. Hay konoe metegrasa. Thôi, kế bên các bạn nữ này là một cái bài báo tiếng Nhật, nhưng mà ở trên cái bài báo này có sao các bạn? Đúng rồi, rất là nhiều chữ kanji, nên là để đọc được cái báo tiếng Nhật thì bạn đó phải làm gì ta? Đúng rồi ha, bạn đó phải mỗi ngày đều học kanji thôi các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ có một câu là shinbun ga yomeru you ni mainichi kanji o bengo shite imasu. Hay, moichido yatte kudasai. Shinbun ga yomeru you ni mainichi kanji o bengo shite imasu. Thì yomemasu chúng ta chuyển sang thể ngắn động từ thể khả năng là yomeru cộng cho yo ni, là để có thể gì? Đọc được báo thì mỗi ngày tôi đều học kanji. Hay đi desu ka? Thôi, để hiểu hơn một chút yo ni, chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hay sasuku renshu shimashou. Hay kono yomete kudasai. Ôi, các bạn nhìn thấy các bạn nam này đang ghi chép đúng không các bạn? Đúng rồi, là để sao ta? Hồi nãy mình nói là gì? Động từ thể phủ định venai cộng cho yo ni là gì? Cố gắng gì? Không có cái hành động gì đó. Ví dụ như là không có quên, để không quên đúng không các bạn? Để không quên thì ghi chép, ghi giờ lại ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là wasurenai memo shimasu. Thì có hai câu, thì bây giờ các bạn chia giùm thể là yo ni. Thì wasurenai các bạn vẫn giữ nguyên là wasurenai yo ni. Thì chưa các bạn? Rồi, chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? いいですね。そうです。今度は最後のコーラ、忘れないようにメモします。いいですか？はい、もう一度やってください。忘れないようにメモします。だっていい？không quên nên ghi chép lại ha。いいですか？はい、次の練習しましょう。はい、このままやめてください。おい、各位見ながら動きやねは。đây là おじいちゃん và cái bên là gì？đây là cháu của cái bác đó ha. Thì hai người đang nói chuyện với nhau nhưng mà bác đã lớn tuổi rồi, nên là sao để có thể để bác có thể nghe được thì cái người cháu gái sẽ nói sao? Nói to, cái giọng to ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là oji chan ga kikoemasu. Chúng ta chuyển sang thành kikoeru cộng cho yo ni desu ka. Thì chúng ta sẽ có một câu là so desu ne, oji chan ga kikoeru you ni okina koe de hanashimasu. À, để gì? Để ông có thể nghe được, nên là nói chuyện giọng to ha. Ví dụ các bạn hay mô chữ đợi thiệt là sai. Oji chan ga kikoeru you ni okina koe de hanashimasu. Ai, ii desu ka?
いいですね。はい。次の練習しましょう。この絵を見てください。おい、các bạn nhìn thấy các bạn nam này đang sao? Đang đi làm đúng không? Đang đi công việc. Nhưng mà bạn đó là đang như thế nào? Đúng rồi. Chuẩn bị nhìn đồng hồ là sao? Có kịp giờ hay không ha? Có kịp chuyến tàu này hay không ha? Là gì? Để có thể gì kịp cái chuyến tàu này thì bạn đó phải sao? Phải gì? Hashirimasu là phải chạy đúng không các bạn? Rồi thì chúng ta sẽ không có gì nào? Manihaimasu là kịp ha? Động từ đó là kịp, được chưa các bạn? Rồi chúng ta manihaimasu, chúng ta sẽ chuyển sang thể động từ thực cái năng là gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là densa ni manihairu you ni hashirimasu, là gì? Để có thể kịp chuyến tàu nên là phải chạy đúng không các bạn? Hay một chữ đầu tiên là sai. Densa ni manihairu you ni hashirimasu. Hay いいですか? いいですね。Hay 次の練習。Rồi các bạn nhìn vào cái bức tranh này ha. Thì cái bức tranh này là các bạn nữ này đang như thế nào? Đang là gì? Đúng rồi, không có ăn đồ ngọt như là chocolate, cake, to cup. Đúng nè, là bạn nó đang như thế nào? Đúng rồi ha. Bạn nó không muốn mập nên là sao? Không muốn trở nên mập, không muốn mập ha. Để có thể không mập thì bạn đó là gì? Không có ăn đồ ngọt ha các bạn. Amayuno là đồ ngọt ha. Rồi, chúng ta sẽ có gì nào? Futorimasen, chúng ta chuyển sang thể hai gì các bạn? Đúng rồi, và cộng thêm nhiều lý ha. Rồi, chúng ta sẽ có là futoranayo ni amayuno o tabemasen. いいですか? Hay, もう一度やってください。futoranayo ni amayuno o tabemasen. Hay, いいですね。Rồi, futoranayo ni là gì? Để có thể không mập thì không có ăn đồ ngọt ha các bạn ha. いいですか? Hay, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc ngày hôm nay thì mình cứ để cái link bài tập ở phía dưới. Và nếu các bạn đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Matakuno negashimasu.